Xin chào quý bà con, hôm nay Thế Giới Máy xin mời bà con cùng đi giao máy băm Thái Chuối Takio TK3000 tại Củ Chi. Hôm nay chúng tôi giao máy băm chuối Takio cho trang trại nuôi vịt Sim. Máy băm chuối Takio TK3000 được kiểm tra và đóng thùng cẩn thận, đưa lên xe ô tô chuyển đến nhà khách hàng tại Củ Chi. Hôm nay chúng tôi sẽ băm và hướng dẫn khách hàng bằng nguyên liệu là cây chuối và lục bình. Máy băm chuối Takio TK3000 có hệ thống tay đẩy và bánh xe giúp di chuyển được dễ dàng hơn. Cấu tạo máy gồm lưỡi dao to 2 lưỡi làm bằng nhíp ô tô rèn công nghiệp siêu sắc bén và 16 lưỡi dao băm bằng inox chống mài mòn và oxy hóa. Máy băm chuối Takio TK3000 được dập nổi logo Takio lên máy để phân biệt hàng chính hãng Takio và hàng nhái. Hàng chính hãng Takio được bảo hành chính hãng 18 tháng. Cho nghiêng qua để khỏi nước vào đây nhé. Đây là hai cái lưỡi dao tháo ấy. Thái thì lúc là nó cùn quá thì chú tháo ra, chú mài lại cái này là nhíp ô tô nhé. Thì nó rất là bền. Cái cây chuối ấy, thì lúc mình đừng lưu ý là đừng để nó chống xuống mấy cái đá nó cứng vậy. Nguyên tắc của nó là hai cái này thái ra xong xuống 16 cái nó băm như thế này. Mình càng cho chậm thì nó sẽ càng mịn. Nếu mà cho trâu bò thì mình cứ cho như chú lúc đầu chứ đâu chậm nhanh chậm nằm đâu. Nó còn mốc rồi. Cho tay mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh
để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.